Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục giới thiệu với các bác. Bên em lại cập bến một lô sản phẩm, nó gồm BMB và Party House nhé. Với những sản phẩm Party House thì bên em về thì nó chỉ có khoảng 15 cặp thôi. Đây, Party House sở hữu bát 25 và 4 tép nhé, mặt ếch nhé, thùng vân gỗ rất chi đẹp. Đây, có mã là PH10 nhé. Dòng này được sản xuất tại Nhật nên là chất âm của nó rất chi hay. Và giá của sản phẩm này thì nó chỉ rơi vào khoảng hơn 3 triệu một chút thôi. Bên em chưa cộng giá nhé. Sau bên em sẽ báo giá cho các bác. Miễn là các bác thích sản phẩm của Party House, các bác cứ alo cho Cao Trung nhé. Và với sản phẩm BMB 880C này, nó là một trong những mã đỉnh cao nhất của dòng BMB. Nó được sở hữu một bát 25 và 4 tép. Cổ rất chi là khủng. Cấu hình của thằng này thì nó là cấu hình của dòng BMB CD 2000C nhé. Cổ của 2000C này, như nó chỉ là phiên bản thu nhỏ một chút. 2000C nó là bát 30 và thằng này nó là bát 25. Cổ từ côn liếc là như nhau hết. Và tép phân tần của nó là giống của thằng 2000C nên nó được mệnh danh là dòng khủng nhất của dòng bát 25. Dòng này để nghe nhạc hát karaoke, chất âm của nó là cực đỉnh luôn, cực mạnh luôn. Đây, chiếc tép của nó thì rất siêu đẹp nhé. Nói về những cái dòng BMB này thì chất âm của nó là tuyệt vời, nghe và hát đánh rất chi là ok. Và những sản phẩm này thì bên em cung cấp với cho các bác tại cửa hàng có giá vào 7 triệu nhé. Những sản phẩm này thì rất đẹp, đẹp nhé. Tuy bụi bẩn thôi, bụi bẩn của chất bãi thôi, như lau chùi phát là nó lại đẹp leng keng luôn, rất chất nhá. Giá thì đúng là hiện tại giá vào có 7 triệu, giá cực êm cho các bác nhé. Và những bác nào thích cấu hình khủng hơn, to hơn, nó là phiên bản lớn hơn, nó là phiên bản của CD 2000C thì bên em cũng có rất nhiều nhé. Thì bên trong kia là 2000C, ngoại hình hình thức y hệt 880C này. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa nghe nhạc hát karaoke của dòng BMB hay Party House, hay những sản phẩm của dòng 3G hay B3, hay rất nhiều các mã sản phẩm hàng vải xịn, thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 11138 hoặc 0962 355 39. Và đây là những sản phẩm của dòng loa Bow nhé, bên em cũng đầy đủ hết nhé. Đây là loa Bow loa lời nhé, loa trợ lời rất là hay nhé. Những bác nào mà thích nhá, sản phẩm loa lời mà hàng đỉnh cao thì đây, đây là những cặp loa Bow rất chỉ là đẹp nhé. Những bác nào mà phòng nhỏ mà dùng một cặp này thì cũng rất chỉ là hay nhé. 501 nhé, đúng rồi, 501 quá tuyệt vời nhé, xịn nhé. Dòng này được sở hữu bát 16 đấy. Mà chất âm của nó thì của Bow thì chấm hết rồi. Và rất nhiều các sản phẩm về nghe nhạc hát karaoke bên em rất chỉ là nhiều, nên các bác có nhu cầu về sản phẩm âm thanh chất lượng cao, các bác cứ alo cho Cao Trung nhé. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.